Thôi mà, buông em ra. Anh nhớ cưng muốn chết luôn à. Xạo quá đi. Xạo đâu mà xạo. Anh nói thiệt mà. Thôi mà, thiệt cái gì. Nhớ mà giờ này mới tới. Chắc bị bà nào kéo tay kéo chân rồi. Bỏ tôi luôn chứ gì. Đâu có. Em là nhất. Đâu có ai thay thế em đâu. Cái miệng này nha, xạo lắm nghe chưa. Bây Xạo nè. giờ lấy gì làm bằng chứng? Bằng chứng hả? Bằng chứng nè. Buông ra. Thôi, anh này Nè. lúc nào cũng giỡn hết trơn. Anh có giỡn hồi nào đâu. Giỡn hoài ghét ghen. Nhớ em thiệt mà. Thôi nè, nghe em nói nè. Gì? Bữa nào á, anh dắt em đi gặp anh Hai Hiệp ha. Chị vậy em? Thì anh không muốn dẫn em đi gặp anh nào hết hả? Trời ơi, bộ em tính cho anh chơi với dây điện hả? Gặp ai không gặp? Đi gặp anh Hai Hiệp. Hay, biết rồi. Tôi đâu có danh phận gì đâu. Với lại cũng không có được lòng tin của ai nữa hết á. Mà anh nói vậy thôi. Cho anh xin lỗi. Thôi, biết rồi. Là khi tôi đi với người ta, tôi chỉ làm mất danh dự, mất uy tín người ta thôi. Đâu có. Nè, cho anh xin lỗi mà. Anh chỉ nói vậy thôi. Anh biết là anh có lỗi. Được rồi. Mai mốt anh sẽ dẫn em đi gặp anh Hiệp riêng. Được chưa? Vậy chứ. Đó, anh nghĩ coi. Em á, em muốn gặp người này người kia cũng là chỉ muốn có mối quan hệ tốt thôi, để lấy điểm với công ty. Mình làm đối ngoại mà, nếu như không có quan hệ tốt, trước sau gì chắc em cũng bị đuổi Cưng cũng đau đớn lắm nè. Như sao bằng anh? nè. Vậy thì anh sẽ cho em chết luôn. Ủa, sao có hai đứa vậy? Dạ thì nãy chuyến đầu đi bốn đứa rồi, ở đây còn hai đứa, với anh Thảo nữa là bảy đứa. Mà sao Thảo lâu dữ vậy? Thì chắc cũng sắp tới rồi đó chị. Ôi, mà hai mẹ con nó chảnh chọe lắm chị ơi. Tao nói lúc nào cũng tới trễ giờ sớm hết trơn à. Nhìn mà thấy ngứa mắt. Kìa. Nắm. Cái gì trời vậy? Đại cát nương nương tới kìa. Trời, công nhận Linh dễ sợ luôn nha. Mới nhắc cái hiện hồn về liền á. Trời ơi, con hai mẹ con mở lố kìa. Y như đồng bóng vậy đó. Như khùng biết. Chào. Tới rồi ha. Đi học ba. Trời ơi chị Út, nói thiệt nha, hai mẹ con của chị lúc nào cũng như vơ đét vậy đó. Ủa chị có vơ vét gì đâu. Sao bà vội? Út bà Út lúa quá à. Chị của con nói á, bà Út á vơ đét đó có nghĩa là hai mẹ con bà Út á lúc nào cũng làm bộ như là ngôi sao, làm bộ quan trọng gì đó, để người ta phải đợi hai mẹ con bà Út từ sáng giờ đó. À vậy đó hả, biết sao không,
ta nói bữa nay là cái ngày quan trọng, cho nên phải lên thị trấn á. Mướn cái tiệm uống tóc lớn nhất của thị trấn là tiệm Quánh á. Mướn thợ về đây làm tóc làm mặt mày cho hai mẹ con nè. Sao? Giống Đài Loan không? Phong cách Đài Loan không? Ni hao ma, ni hao ma. Sisimo, sisimo. Chị Út Chắc, em góp ý chút xíu ha. Ta nói ra mắt á là mấy đứa nhỏ ra mắt mấy ông Đài Loan. Ừ. Chứ còn đâu phải chị ra mắt đâu mà chị làm chứ lố lăng như vậy chị. Trời ơi, cô Năm làm rồi đó nghe. Ngày đầu tiên mình gặp á phải làm cho nhà trai hết hồn. Mình phải hoành tráng. Chứ len sen á người ta có thương mình, hiểu chưa? Chị Út à, chị Út. Hôm nay á là để hai bên trai gái nó nói chuyện cho thoải mái. Ừ. Mình người lớn đi làm gì mà hôm trước á ổng gặp nó đó. Ừ. Chị cứ đi kè kè bên hoài có nói được gì với anh Thảo đâu. Ủa vậy đâu có biết đâu, chứ tưởng lúc nào mẹ cũng ở kế bên con. Trời ơi thiệt tình. Không à. Phải mẹ Thảo. Dạ. Coi dầm mặt dầm mày lại, xe tới lên xe liền nghe chưa. Dạ. Mấy đứa chuẩn bị xong hết chưa? Rồi, mấy đứa ra, 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 ra. Chị Năm. Hả? Mấy nhỏ đó là ai vậy? À, thì cũng con mắt giống như em vậy đó. Ủa? Xe đâu? À, ở lại bên giỏi tôi đi nha. Chị. Đâu được chị. Sao? Đi là mấy sắp nhỏ đi thôi. Gái sùn sùn như em còn chưa được đi nữa. Gái già chị đi đâu? Ở nhà. Ủa vậy hả? Ủa, đi lên xe. Sao má? Lẹ. Cưng, lên. Má, đi. Con đi nghe má. Ừ, có gì gọi điện thoại cho má nha. Rồi, bye bye. Rồi bị đông đòi teo nè. Ngồi chơi à, uống nước nha. Cô Nam, nó lên xe rồi. Ghế nhà không quên được ha. Sao quên được. Rồi ngồi chơi đợi xíu nha. Rồi. Chuẩn bị sẵn hết rồi. Vậy hả? Cô chu đáo quá. Đây nè. Trời ơi, tao nói cô Nam chu đáo ghê vậy đó. Nè, cầm về để sắm vàng hột sàng vậy đi nha. Con gái sướng thiệt luôn á. Trời đất ơi, cô Năm có lộn không vậy? Sao? Cô nói ổng là tổng giám đốc công ty thầu xây dựng gì đó mà đưa tiền nạp tài ít xịu vậy nè, kẹo vậy nè. Bởi vậy tao nói ít ngồi đáy giếng mà. Sao chị không biết gì hết trơn vậy? Tưởng chị ghiền phim Đài Loan, chị rành lắm chứ. Ai dè chị không biết gì hết trơn vậy? Cái này là tục lệ của người ta. Rồi sao? Thôi, nói chung là chị đừng có để ý đến ba tiền lẻ làm gì hết. Chị phải tính cái lợi ích lâu dài kìa. Con chị về làm dâu một tập đoàn lớn rồi. Ta nói nội cái tiền ăn sáng của nó thôi, nó gửi về cho chị dư đi chị mua biệt thự luôn á. Vậy hả? Đó là em chưa nói mốt á nha. Ổng là ông phải thầu những công trình xây dựng lớn. Ổng cho dòng họ nhà gái đó nha. Qua đấu thầu một bộ phận gì đó thôi. Ta nói phất lên như gió hút bạc luôn. Thiệt không? Đó, chị coi phim Đài Loan Hồng Kông hoài chị biết đó. À. Mấy đứa mà lấy con nhà giàu á nhờ vậy không đó. Vậy đó hả? Ừ. Vậy mà tôi tưởng đâu là ổng kẹo chứ. Thôi, giữ đi, về sắm vàng đây bà nội. Té té, chứ vô chứ nghĩ té. Để bà trầu con tưới không ấy, kêu sắp nhỏ tưới cho té. Tao nói rồi, mày về nói với con vợ mày á, đừng có gì đồng tiền. Mà giết chết đời con Thảo. Trời việc của tôi lo được, khỏi cần ai lo. Tía nói vậy sao nghe được tía. Vợ con đâu có chính dáng vô cái vụ này. Cái vụ này là con Thảo nó tự quyết định mà tía. Ai ép uổng đâu tía.
thế kỷ 21 rồi. Bây giờ người ta phóng về tiền mặt trăng sao hỏa sao kim rồi. Trời ơi, tía làm ơn tía thoáng dụng cái cho con cháu nó nhờ tía ơi. Mày muốn nói tao cổ hủ lạc hậu rồi phải không? Con không có ý đó à. Mày nghĩ kỹ coi, bao đời nay trồng trầu á, người ta phải giữ ngay hàng hẳn luôn. Nề nếp gia đình này cũng vậy, thời nào cũng vậy thôi. Chứ phải có vậy rồi muốn mọc đâu mọc. Nè, đừng có nói tao già lắm cẩm. Mày nhìn ngay bãi đen kìa. Bãi đen sao thế? Người ta cũng ngang ngửa tuổi như mày. Mà gia đình này nếp người ta giữ sao? Mày thấy chưa? Con nói thiệt tía nha, tía so sánh ai con chịu. Tía so sánh với con với bãi đen thấy so le quá tía ơi. Mày muốn làm gì thì làm, nhưng mà đừng để cái vườn nhà cỏ dại nó mọc lúc đầu nghe chưa. Bé, bé bực mình ghê ạ. Cái vườn bãi đen, bãi đen, bãi đen, cái thằng nó làm gì mà không lấy ra ông làm hình mẫu hết trơn trọi à. Thứ này giờ ai ăn nữa, tan xương cơm không à. Bé, bé ơi. Được rồi, được rồi. Chào anh. Được rồi, để đó tôi tính. Vậy chuyện đó, vậy nghe. Có gì mình sẽ bàn sau nha. Thì đương nhiên rồi, có gì tới lúc đó rồi sẽ biết. Dạ, vậy cũng được. Ừ. Chuyện gì vậy anh ba? Cậu có biết tại đó không? Anh nói là người đàn ông đi cùng với Trúc hả? Ờ thì tôi thấy ngờ ngợ, mà nghĩ hoài nghĩ không ra. Đó là Tây Phương. Bữa trước xuống với ông Lâm công ty Hoa Phong bàn về cái dự án gì ở xã mình hả? Vậy là tôi nhớ rồi. Vậy mà nãy giờ tôi nghĩ hoài mà không ra. Mà sao hắn xuống đây để làm gì? Chắc là dở trò thả mồi bắt bóng với cô nàng xinh đẹp ở xã mình đó mà. Cậu lúc nào cũng tào lao. Tôi nói lãng xuống gặp Tấm Hòa kìa. Con Thảo đâu? Con Thảo đâu rồi? Trời ơi, ông làm gì mà đi thôi về nhà la như lửa cháy thành đại la vậy? Tôi hỏi bà con Thảo đâu? Trời đất ơi, nó nói với ông là bữa nay nó đi gặp mặt chồng nó mà ông nói gì vậy? Không có chồng con, không có cưới gã gì trơn trời á. Ông điên hả? Ai điên? Vậy chứ cái mặt nào nhỏ nói ông ừ hử rồi bữa nay ông nói vậy? Tôi nói dẹp hết không có gặp gì trơn trời á. Mỗi lần gặp mặt, tại sao có cái nhà không vô nhà gặp, thì hẹn ra ngoài đường gặp là sao? Ủa trong đây không có nhà không có cửa hả? Ông này thiệt ngộ ghê á. Bữa nay ai nhập ông vậy? Hả? Tôi nói cho ông biết á, bữa nay á là người ta mời con gái ông lên nhà hàng gặp mặt, chứ phải đi đâu đâu. Mà tôi nói rồi, con Út Mơ nó lấy được Đài Loan thì con gái mình cũng phải lấy Đài Loan. Ông đừng có ngăn cản gì hết trơn rồi á. Coi mặt hả? Có hai con mắt mà đè ra coi hoài vậy hả? Bởi ta nói cha này nè, ở riết cái xứ quê cho nên quê lúa ghê vậy. Bà nói vậy là sao? Không biết gì hết trơn rồi. Người ta là giám đốc người Đài Loan à, cho nên người ta lựa vợ không có bình thường. Bữa nay á, đi chung với Thảo có một đám con gái nữa. Ra ngoài đó người ta coi mắt, người ta tuyển chọn như là tuyển chọn phi tần vô cung vậy đó. Trời ơi, tôi đang lo đây nè. Đang lo không biết là con gái mà có được chọn không đây nè. Ở đó rồi la. Bà hay quá ha. Cái vấn đề chọn được hay không là không thành vấn đề. Tôi nói cho bà biết nè, bà qua bởi bà nói với tía đi. Ông mới chửi tôi nè, có ông bãi đe đứng đó nữa. Ông không chịu gả đâu. Ông còn sống mà làm gì chết rồi, bà dám làm đủ thứ hết ra. Hay quá ha. Vậy là nãy giờ ông qua bển ông kể chuyện Thảo cho tía nghe hả? Tôi không có nói, mà tía biết hết trơn rồi à. Trời ơi, mà thôi bây giờ ông nghe tôi hỏi nè. Tôi hỏi ông từ hồi nào là tới giờ ông làm cái chuyện gì ông qua thưa tía, tía có chịu không? Không. Tía đâu có ưa ông đâu. Không. Bởi vậy? Ờ. Trời ơi, tự nhiên xác cái chuyện này nói chuyện tía chi vậy? Bà hay quá, bà hay quá, bà qua bển nói tía đi. Bởi vậy trong cuốn sách gì người ta bố trí có cái câu nè: không phải Khổng Minh thì đừng cầu gió đông. Chà, bà nói hay quá, nói nhiều quá. Bà hiểu không? Bà nói sao? Sao không hiểu? Trời ơi, tôi nói thiệt với ông á, không có tôi là không có chuyện gì xong hết trơn trời. Cái vụ con Thảo á, ông yên tâm, cứ ngồi ở nhà một mình đi. Tôi qua tôi nói chuyện với tía ha.
Kỳ này mà ông chịu mới là lạ à. Bà hay ha. Ờ. Để rồi coi. Ờ. Trời ơi. Nam Sơn. Thôi đi về đi, được chưa? Thả đâu ra. Hôm nay là phải nói chuyện phải quỷ mẹ này. Năm ơi. Nhanh về. Dạ cho em xin lỗi nha. Năm ơi. Thôi mình đi về đi, ông xỉn rồi mà. Năm ơi, lấy cái lòng tới kìa Năm. Năm Sơn. Ơi. Ủa Long, trời đất ơi, nãy giờ nằm ở trong đâu biết Long tới đâu. Lấy ghế cho Long ngồi đi con. Khỏi làm màu nữa. Bà đó, bà là cái đứa mà môi giới gái mại dâm trên nước ngoài phải không? Trời ơi Long ơi, mày nói cái gì kỳ vậy Long? Bà nói đúng, người ta nói gì trời. Trời ơi Long, Long nói gì Năm không hiểu hết trơn trời vậy. Không hiểu hả? Không. Ông ơi, trời ơi. Đéo à. Nó sao vậy? Nó xỉn quá chị Năm ơi, em xin lỗi chị. À đó, bà gái ốc mơ xong bây giờ bà tiếp tục bán con Thảo cho thằng cha này lo nữa phải không? Nói đi, nói cái gì? Long ơi, ra. Mày thôi chưa, con mang tới bây giờ nè. Con mang, tao sao không mang, mày kêu con mang tới đi. Kêu tới đi, tao sẽ nói là bà là người nằm trong đường dây mua bán gái ra nước ngoài đó. Trời ơi, con mang tới mày mà lóc gì kêu đây. Kêu tới đi. Mày nói gì vậy? Tao mời vậy, đi về đi. Thôi, thôi mà. Trời ơi, ta nói con gái tôi nó chụp hình đẹp, đúng là công nhận thợ trang điểm thành phố có khác hả Thảo? Ôi, nó trang điểm còn đẹp mà má nhìn không có ra nữa đó. Má biết không? Sao? Bữa chụp hình á, con vậy nè, mà sếp con đứng chung với mấy cái con nhỏ gì đâu á mà không có gì. Ông thằng tao á. Trời ơi, ta nói nó chụp hình à, đâu có thua gì diễn viên Đài Loan đâu, đẹp quá trời quá đất luôn à. Cái mặt thì khàn, cái miệng thì hô, đưa nguyên cái bàn não ra tôi dòm tôi ớn ốc luôn, hô đẹp. Mô Phật. Thưa ba má con mới về. Anh hai mày về rồi nè. Con, cả nhà đợi con ăn cơm, lên ăn cơm. Anh hai, bữa nay là má mua được mớ tép tươi, má nấu canh chua, bông su đũa, cái món mà anh thích nhất á. Trời, cả nhà không ăn cơm trước đi, đợi con chi vậy? Thì lâu lâu cả nhà ăn cơm bữa cho vui con, lên ăn cơm con. Chà, lâu lắm mới được ăn món này má nấu nha. Lên ăn đi con. Thảo, sao vậy Thảo? Không sao đâu. Bà biết chắc gì? Chắc nó đi đường vậy nó mệt. Không lẽ đau bao tử? Thôi ăn cơm đi. Anh hai hả? Em thấy trong người sao rồi? Em không sao. Ủa, em có sao không Thảo? Thảo, có phải là cô đó không? Anh hai, em lỡ rồi. Không phải tại ảnh đâu, tại em hấp tấp quá thôi. Trời ơi, anh hai thương em á, anh xin ba với ông nội đồng ý cho anh tao cưới em nha anh hai. Sao em dại dột vậy hả Thảo? Em... Ông không mà biết được thì tính sao đây? Nhưng mà anh nói được, anh nói cái ông nội cho anh cưới em liền à. Thôi được rồi,
bình tĩnh đi, để từ từ anh tìm cách nói với ông nội. Dạ. Anh ráng xin ông nội nha. Cho tôi mượn 10 triệu đi. Chỗ anh em vô đó đáng gì. Cho mượn đi làm lại gỡ chứ đúng không? Rồi 10 triệu nhanh. Cái thằng đi đâu mà ngày nào cũng đi từ đêm cho tới sáng không chịu về. Có một vườn cao, nhà em có một vườn trầu, vườn trong xanh ấy hoa cao bên này đục trắng sân nhà. Mẹ xin năm trầu nhuộm áo. Dạ, chờ con một chút cha, con sắp xong rồi. Mày đứng lại đó. Gì vậy má? Con buồn ngủ quá, má cho con vô ngủ một xíu được không? Mày đi đâu suốt đêm? Rồi bây giờ mày về, mày nói buồn ngủ. Thì cũng đi làm ăn chứ đi đâu. Chứ má thấy có thằng con trai nào đi cà nhỏng ngoài đường suốt đêm không? Má làm với con là con hồn không bằng á. Con đi làm ăn mà. Tao hỏi mày, mày đi làm ăn cái thứ gì mà lén lén lúc lúc đêm hôm, rồi bây giờ về người ngợm mặt mày bơ phờ như vậy hả? Bơ phờ đâu bơ phờ. Mà con làm cái gì kệ con đi má ơi. Miễn sao con làm có tiền được rồi, con nuôi má được rồi, con sau này con sắm nhà lầu, con sắm xe hơi, mua hộp xoàn cho má đeo rồi được rồi. Tao không có cần cái thứ tiền không rõ ràng đó. Mày lo là mày coi giùm tao chăm sóc cái vườn trầu kia kìa. Vườn trầu của tao đang yên đang lành à, tự nhiên mày phá hết gần nữa để trồng tiêu, rồi bây giờ trầu chết đằng trầu, tiêu chết đằng tiêu. Trời ơi má ơi, má ơi. Ây, con cái đi má ơi. Mày bỏ tay ra. Sao cái miệng má lớn quá vậy? Bộ má muốn mất hết tất cả hay sao vậy? Mất cái gì nữa? Vườn trầu của tao như vậy, mày phá như vậy thì còn gì để mất nữa chứ? Trời ơi má ơi, bởi vì má không có nắm thời thế gì hết. Trước sau gì cũng quy hoạch hết rồi. Khổ quá má, suốt ngày cứ trầu cao. Con nói thiệt với má, con chưa phá hết vườn trầu của má là má hên lắm rồi á. À, bây giờ mày còn đòi phá tan nát cái vườn trầu nữa hả? Chứ gì nữa? Mắc gì dạ. Mày nè, cha ông mày bao đời đã sống nhờ cái vườn trầu này rồi. Bây giờ cũng nhờ cái vườn trầu này mà tao nuôi mày thân dài dai rộng như vậy nè. Mà bây giờ mày còn nói lời vô ân bạc nghĩa vậy hả? Đánh thằng chết bẩm. Tao cho mày chết nè. Chết nè. Đánh chết cái thằng còn vô ân bạc nghĩa nè. Mày cho mày chết nè. Mày chạy hả? Mày chạy hả? Trời ơi. Mày chạy. Ngày nào mà không đánh con ăn cơm không xò vậy? Mày gan hả? Mày
Mày ngon, mày ngon thì mày chạy luôn đi. Tao không có đứa con trời đánh bất hiếu như mày. Chết luôn. Đi thì mày đi đi. Nha. Đi đi. Mày má đuổi tôi ra ngoài đường á. Tôi chạy lắc thang con đèo không mở đường nè. Mày đi luôn. Má con tôi chạy bộ hồn nha. Tao muốn làm bộ hồn cho má tôi nè. Trời ơi là trời. Con ơi là con. Giải tỏa quy hoạch làm chi? Để tôi khổ như vậy nè trời. Nghỉ tay uống miếng nước trà xanh cho nó mát đi con. Dạ. Nè. Con cảm ơn nội. Cái này con còn chắc rồi nè nội. Con làm thì nội yên tâm rồi. Nước gì đồng á, coi vậy thấy mà thương. Nó cũng là loài cây ăn lá mà ít tỉnh. Vì vậy cho nên khỏi phải lo thuốc cho chữa trị gì hết. Như vậy mới tốt cho người ăn đầu chứ nội. Con nghĩ bản thân dây đầu chắc nó cũng muốn vậy. Kéo dây giòn. Nội à. Hả? Dạ. Hả? Cái gì mà sáng giờ mày cứ ngập ngừng ngập bám bút như vậy? Hả? Dạ không ạ. Mày nói tao nghe coi. Cha mẹ mày sai mày qua đây là nói về cái chuyện của con Thảo phải không? Dạ không. Ý con là... Ý mày cũng muốn cho con Thảo nó vậy sao? Hả? Con sống với ông nội từ nhỏ tới lớn, con không hiểu được tính khí ông nội hả? Hả? Nội, nội nghe con nói một lần để hiểu câu chuyện đi nội. Nội. Đây là phần anh Kim gửi biếu cho anh. Chị ý tưởng gì rồi? Ông chủ của chú, coi bộ phân biệt đẳng cấp dữ ha. Cử chú ra đây để đưa tiền cho tôi à? Ít ra cũng phải đãi tôi đi chơi vui vẻ ăn chầu chứ. Anh Tư thông cảm. Anh Kim, anh cũng tính đích thân đến đây để gặp anh, nhưng mà tại ảnh cũng lu bu quá. Thôi, có gì mong anh bỏ qua cho. Vì anh cũng bận một chút việc, sợ mất công anh phải chờ đợi nữa. Thôi được. Coi như lần này tôi bỏ qua. Lần sau, nói ông chủ của chú phải bù đắp cho tôi à. Về phần đó thì anh Tư kiên trí đi. Cũng nhờ ý tưởng vừa rồi mà công ty của em đã tháo gỡ được nhiều thứ. Anh Tư à, anh Khiêm cũng như tụi em, làm sao mà có thể quên ơn của anh Tư được chứ? Trước mắt thì cứ mỗi hồ sơ, tụi em sẽ trích lại cho anh Tư 10%. Đó chỉ là phần cứng thôi. Còn mấy khoản vui vẻ kia là phần hiếu hỷ. Làm sao mà thiếu vắng bóng dáng của anh Tư được? Chú nói thì phải giữ lấy lời. Dạ, không lẽ tụi em dám qua mặt thổ thần sao? Xin lỗi anh Tư, em đi nghe điện thoại. Alo, dạ em nghe nè anh. Dạ. Thôi kệ. Mày dạ, tính tao cũng ăn. Miễn có tiền tươi thóc thật là được. Xin lỗi anh Tân.
Dạ, mọi chuyện là như vậy đó chú. Con cũng xin thành thật với chú, mong chú thông cảm cho con. Dù là lý do gì đi nữa, thì con cũng không thể nào biện hộ cho sự bốc đồng và nóng nảy của mình như vậy được. Mình đã vào tập thể rồi, muốn làm việc gì cũng phải có những quy định và nguyên tắc của nó chứ. Con không thể nào hành động cảm tính như vậy được. Về chuyện này đó, chú nghiêm khắc phê bình con đó. Dạ. Nhưng mà dù gì thì đây cũng là lần đầu. Hơn nữa, chú tin con là một người có đầy đủ bản lĩnh và sức mạnh của một người trẻ có lý tưởng, hơn là cách cư xử nóng nảy và yếu đuối nhất thời vừa qua. Dạ, con cảm ơn chú đã tin tưởng. Chỉ tiếc là cơ hội để có nguồn vốn triển khai dự án của con bị vụt mất rồi. Con thành thật xin lỗi chú. Nhưng mà thôi, dù sao, con phải tính theo cách khác thôi. Chú tin tưởng động viên con vậy là con cảm ơn chú lắm rồi. Uống nước đi. Có chuyện gì rồi từ từ mình tính. Dạ. Thực ra thì con đã có cái hướng nào chưa? Con định triển khai mô hình tổ thanh niên tự quản phối hợp với đoàn thanh niên. Con sẽ tự làm hồ sơ, đi vay vốn ngân hàng theo tư cách cá nhân. Cách này hay đó. Nếu có gì khó khăn cứ trình bày với chú. Giúp được gì chú sẽ giúp. Dạ, con cảm ơn chú. Chúc. Anh Hùng. Làm gì mà lấy nhiều bùn đất vậy? Dạ, em lấy một ít đất phù sa cho cha em. Ít bữa nữa là cha em thay đất cho trầu rồi đó. Một xe vậy, để anh phụ đẩy về cho. Cảm ơn anh. Để, đi đây. Anh sao vậy? Không có gì đâu. Thôi mình đẩy về. Dạ.
Ủa sao Gia đi đâu cả lời phất phơ vậy? Đang chán đời ông ơi. Sao Gia mà cũng có ngày chán đời nữa hả? Thôi được rồi, leo lên anh chở đi nhậu. Cái gì? Anh rủ tôi nhậu hả? Chuyện nhỏ, anh em mà trong làng trong xã, bữa nay anh mời chú con chầu được không? Leo lên anh chở đi. Chơi chơi à, trời ơi sáng giờ không có một giọt rượu nào giật mỏ, thèm rượu cũng chết. Giờ thì leo lên chớ. Con nè, đang buồn ngủ gặp chiến hữu, anh đang thèm rượu gặp chiến hữu, hay quá. Dựa trên tình hình thực tế của xã thì chú thấy là chúng ta nên linh động áp dụng mô hình mới để phát triển dự án sản xuất chế phẩm sinh học từ trầu của con. Cô thấy hiện nay chúng ta đang thiếu thiết bị khoa học kỹ thuật và cả nhân sự nữa. Con đã gửi hồ sơ xin tài trợ về thiết bị. Ừ. Còn nhân sự thì thật sự con cũng đang lo nè chú. Về nhân sự thì con khỏi phải lo. Chú chỉ tiếc là trong thời gian vừa rồi, do sự chậm trễ, mình đã bỏ mất cơ hội để nhận nguồn tài trợ. Con xin lỗi. Lỗi là cũng tại con. Thôi, chuyện gì nó đã qua rồi thì mình không nhắc lại nữa. Bây giờ miễn sao con rút kinh nghiệm là được rồi. Chú nghĩ là bây giờ mình phải nghĩ đến những mô hình khác linh hoạt hơn. Hiện tại thì con đã nghĩ ra cách nào chưa? Con có tham khảo trên báo ở một số nơi. Con thấy họ áp dụng cái phương pháp tự quản cũng khá hay chú à. Chà, xem ra thì cũng có nhiều ý tưởng vĩ đại trùng phùng đó chứ. Như vậy ý chú cũng... À, không phải là chú nghe, mà là Trúc. Chú công nhận con với Trúc rất là hợp nhau. Bởi vì vừa rồi Trúc mới vừa gặp chú để trình bày về mô hình tổ hợp tác thanh niên. Dạ. Chú nghĩ đây là một mô hình rất là tốt. Nó không chỉ tạo cơ hội cho thanh niên trong xã có việc làm, mà nó còn tạo ra nhiều cơ hội để họ tiếp cận với kỹ thuật khoa học để phát triển kinh tế trên vùng đất đầy truyền thống này. Ý chú là chú muốn con phối hợp với đoàn thanh niên để phát triển dự án này à? Chính xác. Con thì đứng ra làm chủ dự án, còn đoàn thanh niên sẽ trực tiếp phối hợp để hỗ trợ cho con. Nếu được như vậy thì quá tốt chú ạ. Rất tốt nữa là đằng khác. Bởi vì với vai trò là bí thư xã đoàn, chắc chắn Trúc sẽ là người trực tiếp hỗ trợ cho con trong dự án này. Ha. Nói không chừng biết đâu sau dự án này, hai đứa mời chú uống rượu mừng thì sao? Con nghĩ mình nên tính hiệu quả công việc trước đi chú ơi. Gì đâu mà nhát dữ vậy. Làm đàn ông thì phải chủ động nha. Tới giờ anh phải đi làm rồi. Anh lúc nào cũng vậy hết. Chán chết. Cứ ráng chờ một thời gian đi. Khi đó mọi việc đâu vào đó rồi. Mình sẽ dọn về căn nhà đó, hoặc mình đổi chỗ khác, chứ không phải mướn nhà mà lén lút như bây giờ đâu. Anh hứa rồi đó nha. Không được nuốt lời nghe chưa. Bà Đương này, đã nói là làm. Em yên tâm đi. Anh đi nha. Anh. Thôi, em nằm đó đi, khỏi tiễn anh. Anh đi được mà. Bye bye. Anh. Thôi, anh phải đi đây. Nếu không thôi, ở lại là anh chết mất vì em đó. Alo, anh Hai Hiệp hả? Anh đây. Trời ơi, em còn tưởng anh quên em luôn rồi chứ. Sao quên được?
Mấy bữa giờ nhớ anh ghê vậy đó. Anh cũng nhớ em nhiều lắm. À, chừng nào mình gặp nhau được đây? À, anh tới đây với em nha.